Ăn như thế nào để tăng cơ tăng cân khi tập luyện một cách hiệu quả? Đây là bản thân mình khi mới bắt đầu chưa đi tập gym. Thực sự là mình cũng đã trải qua một quá trình tăng cân tăng cơ và mình đã đúc rút tất cả trong video này. Đầu tiên để tăng cân thì đương nhiên là anh em bắt buộc phải tập luyện, mà cụ thể ở đây là tập luyện kháng lực nha. Khác với tập luyện cardio sẽ chỉ giúp anh em đốt mỡ và không xây dựng cơ bắp thì tập luyện kháng lực sẽ giúp anh em phát triển cơ bắp và tăng cân một cách rất hiệu quả. Mà đặc biệt là đối với những ông gầy lười ăn như mình thì khi tập luyện xong về sẽ rất là đói và chúng ta sẽ ăn được nhiều hơn, hấp thụ thức ăn một cách tốt hơn. Ngoài tập luyện ra thì một yếu tố nữa bắt buộc để giúp chúng ta có thể tăng cân đó là chúng ta cần phải ăn dư calo. Cụ thể ở đây thì lượng calo mà mình khuyên các bạn nên ăn dư nó rơi vào khoảng từ 300 đến 500 calorie một ngày là phù hợp. Bởi vì nếu các bạn ăn dư quá nhiều calo trong một thời gian ngắn, cơ thể sẽ bị tích mỡ. Và đương nhiên là chúng ta nên chuẩn bị đồ ăn tại nhà thì sẽ đảm bảo dinh dưỡng và tiết kiệm hơn. Và một bữa ăn đầy đủ đối với người tăng cân thì chúng ta cần phải đảm bảo đủ carb, fat và protein. Ngoài ra là các loại vitamin từ rau củ quả,